Xin chào tất cả các khách hàng. Hôm nay lên clip để giới thiệu với anh em một số món nha. Và trước khi đi vào nội dung chính thì nói về hình thức bán hàng nha mọi người. Anh em có xài tài khoản thì mình chuyển khoản, còn không thì nhận hàng trả tiền nha. Giá thì đã bao gồm phí vận chuyển. Mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì được giảm 30.000 đồng. Cách chốt hàng thì liên hệ qua số điện thoại là 0988 190303. Số này có xài Zalo luôn. Anh em nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp. Lưu ý là không chốt hàng qua phần bình luận phía dưới video nha. Còn về cái quỹ lá lành đùm lá rách thì mỗi đơn mình trích ra 5.000 để đóng góp vào quỹ, và một số anh em có lòng hảo tâm thì đóng góp thêm. Hàng hóa thì mình mô tả chi tiết trung thực, có sao nói vậy. Anh em thấy phù hợp thì mua, không phù hợp thì xem giải trí cho vui cũng được nha mọi người. Điều quan trọng nhất khi anh em mua hàng là xem, nghe và suy nghĩ thật là kỹ rồi mình hãy chốt hàng. Xem có món hàng đó như thế nào, xuất xứ từ đâu, công dụng ra sao, có phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm của mình hay không, phù hợp với túi tiền của mình hay không, rồi anh em hãy liên hệ đặt hàng chứ đừng có gấp nha. Nhớ là xem, nghe và suy nghĩ thật là kỹ rồi hãy chốt hàng. Anh em xem video thì vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, mình vào nội dung chi tiết luôn nha. Rồi, mở đầu là áo sơ mi. Trước khi anh em mua áo sơ mi thì nhớ là xem kỹ cái thông số mình đọc ở trên đây nha. Rồi mình đo cái áo mình đang mặc có vừa hay không rồi hãy mua. Còn số ký là chỉ đoán thôi nha mọi người. Anh em muốn biết vừa hay không thì anh em phải tự đo. Mình đọc cái thông số ở trên đây thì anh em đo cái áo anh em đang mặc là mình biết mình mặc vừa hay không. Chứ anh em hỏi thì cũng không có biết đường để trả lời cho anh em đâu nha. Nhớ nha. Xem, nghe và suy nghĩ thật là kỹ. Và mình bán là bán combo đó, một lần 5 cái, 6 cái, 7 cái, 8 cái gì đó, cho nó rẻ. Bình thường ta bán lẻ thì nó giá nó cao mọi người, 150, 200 ngàn cái. Nhưng mình bán combo thì 5 cái có 300 ngàn giá rất là rẻ luôn. Mã số 1 nè, vai 45, eo 50, dài 74, 5 cái. Mình nói anh em khoảng tầm 60kg đảo lại mặc vừa, giá 300 ngàn. Giá đã bao phí vận chuyển. Anh em nhớ nhìn kỹ nha. Mình bán combo thì anh em chỉ cần lựa ra hai cái thì đã đủ cái tiền anh em mua rồi. Đó, nhưng mình bán tới 5 cái lận. Cho nên là nó có lỗi nhỏ nhỏ thì anh em thông cảm nha. Ví dụ mà nó đứt nút á thì mình lấy nút secure để mình đơm lại. Lấy nút secure để đơm lại, còn nó dơ thì anh em giặt lại nha mọi người. Hình thức áo thì cơ bản là nó còn được được, đẹp đẹp không mọi người. Đẹp là so với hàng si chứ không phải là so với áo mới nha. Chứ áo mới nhiều khi anh em mua mới một cái là mấy trăm ngàn rồi. Đó, cái mã này mình đoán khoảng tầm 60kg đổ lại mặt vừa. Còn cách đo thì để... Cách đo là như thế này nha. Vai là mình đo chỗ ráp cái tay nè, qua tới chỗ này. Còn cái eo á, eo là dưới nách khoảng gan dùng dùng đo qua. Còn chiều dài á là chỗ ráp cái cổ nè, chỗ ráp cái cổ dưới này nè, đo dài xuống tới dưới là chiều dài. Đó, cách đo nó là như vậy nha mọi người. Mã này mở đầu cho nó rất là đẹp luôn nè. Anh em nào mặc vừa mã này, mua mã này là mình thấy nó ngon nè. Hình thức áo nó đẹp đẹp không, như cái áo này nó còn rất là đẹp trai luôn. Về rồi nó có lỗi gì á nhỏ nhỏ thì anh em xử lý lại giùm. Mà đa số là ít khi nào bị, nó bị là bị đứt nút thôi mọi người. Đứt nút thì mình lấy nút secure mình đơm lại, hoặc là mình lấy của cái áo khác mình đơm qua. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là 300 luôn, 5 cái nè. Vai 45, eo 52, dài 74, 5 cái. Mình nói anh em khoảng tầm 60kg, hơn 60kg mặc vừa, giá 300 ngàn. Số ký là chỉ đoán thôi. Còn anh em muốn biết mặc vừa hay không là anh em phải đo nha. Đo cái áo của anh em đang mặc coi nó có vừa hay không rồi hãy mua. Đó. Áo này thì những người bình dân á, mặc đi làm cũng được. Ta gọi là áo công sở á mọi người. Còn anh em cao cấp thì mình mua hàng mới mình mặc nha. Này bán cho những người bình dân thôi. Bình dân thì mặc đi áo sơ mi tay ngắn này đi làm là bình thường rồi. Tại vì mình mua hàng này người ta gọi là hàng công sở á. Còn hàng lao động thì nó rẻ hơn. Nhưng thà là mình mua hàng đẹp mọi người, mua hàng đẹp bán để anh em về xài nó mắc hơn chút xíu, nhưng mà mình xài nó sẽ đẹp hơn hàng lao động.
Combo là 5 cái chỉ có 300 ngàn thôi. Giá thì quá bèo luôn. Cái nào cũng có hiệu cho mọi người, đa số là hiệu, còn nó hiệu gì thì mình không biết. Những cái hiệu quen thuộc thì biết, còn nhiều khi những cái hiệu mà xịn mà đắt tiền mình cũng không biết nó là hiệu gì luôn nữa. Chủ yếu là lựa ra nó bằng bằng với nhau bán cho anh em thôi. Còn vài hiệu nó quen thuộc thì mình biết được. Tiếp theo mã số 3 nè, vai 46 eo 53, dài là 74, 5 cái mình đón anh em khoảng tầm 65 kg mặt vừa, giá 300 luôn. 5 cái là 300 nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Giá đã bao phí vận chuyển. Anh em thấy cái nào mà mình mặc vừa mà hai mã ba mã đó, mình có thể mua luôn để cho nó đỡ tốn tiền nha mọi người. Nhiều anh em hỏi hai mã, cái hết mã còn mã thôi không mua đó, như vậy đó, ngộ vậy đó mọi người. À, áo này cái hiệu, cái ký hiệu này Igan Polo mọi người, nhưng mà sao mà nó ghi cái chữ thì không phải nè. Thường thường là ký hiệu này là ký hiệu của Polo nè, mà sao cái hiệu thì nó ghi này không phải nha. Mà cái hiệu này nó có từ hình như 1862 luôn á. Vậy áo này đẹp đó, nhớ là đo rồi hãy mua nha mọi người. Cách đo nhắc lại lần nữa, vai là chỗ ráp cái tay bên đây, qua tới đây là đo vai, chiều dài là chỗ ráp cổ, đo xuống dưới, còn eo á, cách nách khoảng chừng tắc rưỡi là đo eo nha mọi người. Đó. Cách đo là như thế, anh em phải đo. Hiệu Ken này là mình nhớ là hiệu thương hiệu rất là xịn, rất là đắt tiền nè, thương hiệu nè. Còn cái thương hiệu này hình như là của Ý hay gì nè. Hiệu này cũng là rất là xịn sò luôn. Đó, cái áo cũng còn đẹp luôn mọi người. Ngon lành nha. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là vai 47, eo 55, dài 75, 5 cái. Mình đón anh em khoảng tầm 70 kg đảo lại mặt vừa. Giá là 300, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 5 cái giá 300 ngàn. Nhớ là nhìn kỹ số đo rồi mình đo cái áo mình đang mặc rồi hãy mua nha. Đừng có gấp mua nha mọi người. Còn anh em nào người ta đã từng mua áo bên mình á, với lại mà khách hàng quen thuộc á, là tao biết rồi, ta đo sẵn rồi, cái khi nào có áo là ta lên tao biết số đo của người ta, là thấy cái nào vừa là người ta mua mọi người. Áo này thấy nó còn đẹp lắm nè, thấy màu đen thì thấy áo nó còn đẹp không rồi. Nhiều khi về anh em lựa ra hai cái là đủ tiền rồi. Này như thương hiệu Ý nè, đó hai cái đầu tiên là thấy đủ tiền rồi đó. Áo nó chênh lệch nhau không có nhiều độ đẹp đó. Mình thấy nó cũng đều, có những cái nó thể thấp hơn chút xíu, nhưng mà người ta đã phân đã lựa rồi, người ta lấy về người ta lấy nguyên một kiện á, một kiện vài trăm cái, người ta lựa ra hàng đẹp, hàng đẹp nó đều tương đương với nhau, người ta bán là hàng công sở, thấp hơn xíu nữa người ta bán hàng lao động, thấp nữa người ta bán hàng tệ hơn nữa. Cho nên mình rất là mua hàng này rất là dễ mua, nó đỡ đẹp đều với nhau không. Nhớ là nhìn kỹ số đo rồi hãy mua chứ đừng có gấp nha. Nhìn kỹ số đo rồi đo cái áo anh em đang mặc rồi hãy mua. Tiếp theo mã số 5 nè. Vai 48, eo 55, dài 76, 5 cái. Mà đó anh em khoảng tầm 70 kg mặc vừa, giá 300 luôn. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Giá 300 ngàn, giá đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mấy đợt gần Tết nè, anh em nào mà có cần áo thì mình tranh thủ mình mua. Tại vì mình thấy mấy đợt này áo nó đẹp hơn lúc trước bán. Đó là mã mà 5 cái chỉ có 300 là mình xài ngon mọi người. Mình mua hai mã thì mình xài 5 luôn. Đó, áo đẹp không nha. Cái nào mà có đứt nút
thì về anh em đơm lại nha, lấy nút xe cua để mình đơm lại, tại vì nó nhiều quá. Ví dụ phát hiện nó đứt nút rồi, nhưng mà mình dở đơm nút nó khó lắm, không biết cách đó, làm nó lâu lắm cho nên là không có làm. Về anh em tự xử, mà lâu lâu mới có một cái đứt chứ đâu có đứt hoài đâu. Tiếp theo mã số 6 nè, vai 48 eo 55 dài 74. Cái này có tới 7 cái là nha mọi người. Mình đón anh em khoảng tầm 70, hơn 70 kg mặt vừa nè. Giá 400.000. À, 7 cái nha. 7 cái đang lẻ 420, nhưng mà anh em mua nhiều thì nó giảm lại được 20.000 là 400. 7 cái là 400 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 400k bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Roberto Comosino. Kansai Yamamoto. Đọc tiếng Nhật dữ, tiếng Anh mà cái tên của mấy Nhật á, anh em thấy mình đọc dữ không? Shirt Plaza Tokyo Shirt. Đó. Mấy đợt áo gần Tết này ngon. À, thấy vậy thì còn khoảng tầm 2 tháng, hơn 2 tháng nữa Tết rồi. Cho nên là mình tranh thủ tập trung bán áo. Hiệu nè. Ở trên đây nó hơi đổ lông nhẹ, nhưng mà mình giải mình thấy nó rất là đẹp nha mọi người. Nhưng mà loại vải này nó dễ đổ lông á. Chứ mình thấy cái áo này màu nó cũng đẹp nữa. Đây. Này hiệu Clothin. 7 cái nha mọi người. Giá chỉ có 400 thôi. Tiếp theo mã số 7, mã số 7 là vai 50, eo 59, dài 79, 5 cái, mình đón anh em khoảng tầm 75 đến 80 kg mặt vừa, giá 300 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Từ 75 đến 80 kg mặt vừa, giá 300.000, giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn. Mấy áo màu này thường thường là hàng hiệu mọi người. Nó cái tay nó có dính dơ nhẹ nhẹ nè, về anh em giặt lại nha. Cái nào thấy là mình nói cho anh em. Anh em về để xe bông vô dò kỹ chỗ đó. Chứ cái áo này mặt trước nhìn còn rất là đẹp luôn. Nó dính nhẹ đó thôi. Hiệu đây. Mấy áo mà có bấm như thế này nè, là thường thường là một là hàng hiệu xịn, còn hai là nó còn đẹp, người ta mới bấm vậy mọi người. Hiệu đây. Hiệu đây. Dinkel. Hiệu Dinkel. Rồi tiếp theo tới mã này, nó bị sót cho nên là nó áo nó nhỏ nè. Bởi vì nhỏ to lộn xộn, chứ anh em nhiều khi anh em cần mua áo nhỏ, cái mấy cái mã đầu cái anh em tưởng hết anh em bỏ qua, nhưng mà rốt cuộc nó còn nè nha mọi người. Áo nhỏ nè. Mã số 8 nè, vai 46, eo 52, dài 76, 8 cái. Mình đó anh em khoảng tầm 65 kg mặt vừa, giá 450. Đáng lẽ là 8 lần 6 là 48, nhưng mà bán cho anh em là 450.000, giá bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn. Nhớ là đo cái áo mình đang mặc rồi hãy mua nha mọi người, theo cái thông số mình đọc đó. Còn nhắc lại cái cách đo là vai là đo từ cái chỗ ráp cái tay bên đây qua bên đây. Chiều dài thì chỗ ráp cái cổ nè, đo dài xuống. Còn eo á là cách cái nách khoảng tầm 1.5 tấc gan dùng á, mình đo xuống, mình đo qua bên tới bên đây đó là eo. Mình phải đo những cái thông số đó thì mới chính xác, mình mặc nó mới vừa mới đẹp nha. Mình phải đo mặc mới đẹp. Áo này cũng đẹp đẹp không nè. Cái này đẹp nè mọi người. Cái này còn đẹp nè. Màu nó sáng sáng không.
Nhiều khi mấy cái hiệu mà xịn mắc tiền mình cũng không biết luôn rồi. Chủ yếu là lựa mấy cái áo nó đều đều, nó bằng bằng với nhau á. Vai thì có khả năng nhiều khi nó chênh lệch nha, tại vì có những cái nó may sệ xuống tuốt dưới nè, có những cái nó may giật lên trên đây, nhưng mà cái eo á thì nó lại bằng. Ví dụ một cái áo á, vai này nó một cái là nó 50, một cái là tới 53 lận, nhưng mà cái eo thì nó bằng trang này. Đó, vai cái nó có thể khác nhau, nhưng mà eo thì mình lựa cho anh em nó chênh lệch chút đỉnh nè, Paris luôn nè, chênh lệch một một hai phân thôi chứ không có nhiều đâu mọi người. New York nè, rồi tiếp theo là cái mã cuối cùng nha mọi người. À, hôm nay thì nó không có cái mã mà to đùng để mà bán giá rẻ cho anh em, nhưng mà mã này thì mình bán thì bình thường thì 5 cái là 300 đó, nhưng mà cái này 5 cái là bán cho anh em có 250 rồi nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Mã số 9 nè, vai 50, eo 61, dài 80, có 5 cái mình đón anh em khoảng tầm 80, hơn 80 kg mặt vừa, giá 250, có 5 cái mọi người 250.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. 5 cái 250.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 5 cái 250. Giá đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Năm cái, giá 250 cho mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Rồi hết áo rồi đó, áo chỉ có 9 mã thôi nha. Tiếp theo là dây nịt nha mọi người, dây nịt thì mình vẫn còn nha. Mã số 10 nè, 200.000, dây nịt bằng da bò thật, bằng da bò chứ không phải simili nha mọi người, chứ không phải là da nhân tạo nha. Cái đầu nó là đầu như thế này, đường rây xe lửa nè, mình mở ra mình thọt vô mình kéo cái rẹt cái là xong rồi. À, vậy là úp vô kéo cái rẹt cái là xong. Đó, bằng xếp da bò thật nha mọi người, da bò thật, hàng Việt Nam sản xuất, hàng Việt Nam sản xuất, mình có một màu, một chỉ có màu đen thôi chứ không có màu nào khác hết trơn. Đó, rất là xịn sò nha mọi người. Còn có mấy giày nữa hết rồi chứ không có nhiều đâu, còn có 3-4 giày gì nữa. Tiếp theo là cái mình đo cái chiều dài nè, chiều dài thì nó khoảng tầm nó nằm trong vòng 1m1 đến 1m2 á mọi người, trong vòng từ 1m1 đến 1m2 á, bảng là 3,5 nè. Giá là 200 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em nào về nịch hư thì mình mua về mình xài nha. Có những người mình bán về nịch dưới bóp xong mọi người, người ta nói mua xong rồi rồi muốn tìm cái cơ hội để mua cái khác nữa mà không mua được, tại vì nó không hư, xài bền quá nó không hư cho nên là không có mua được. À, cái này thì nó cũng y chang vậy, nhưng mà cái đầu nó thì như thế này nè. À, nó cũng y chang vậy nha mọi người, đầu như thế này thì mã 11, giá cũng 200 luôn, bao phí vận chuyển cho em luôn. Mã 11 nha, giá 200k, bao phí vận chuyển cho em luôn. Rồi tiếp theo cái này hay hay nè, anh em mua về mình nghiên cứu mình xài chơi nha. Mã số 12, giá 200.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Hàng này hàng hàng Trung Quốc nha mọi người, hàng Trung Quốc. Đó, hàng Trung Quốc chứ không phải là hàng Nhật nha. Cái máy đo huyết áp. Máy đo huyết áp. Đó, người ta bán thì nó nói hàng Nhật, nhưng mà mình có sao nói vậy. Nó có kèm dây sạc cho anh em là đuôi tai si nè. Đó. Cái đuôi tai si này thì dễ xài, tại vì công nghệ bây giờ là nó làm bằng cái cổng tai si không mọi người. Micro USB thì hầu như là dần dần nó bỏ rồi, chỉ có những sản phẩm cũ thì mới xài micro USB thôi. Đó, nó xài bằng pin sạc luôn chứ không có cần phải để pin vô, kèm dây sạc, mình ghim vô cục sạc điện thoại để mình sạc nha. Cái máy của nó như thế này, cái máy nó thì về mình nó tiếng Anh không à, mình có thể sử dụng Google dịch trong cái đây, nó có hướng dẫn để mình dịch ra mình xài. Nhưng mà cơ bản á, theo nó hướng dẫn á, là anh em phải ngồi đúng tư thế thì nó mới cho ra kết quả chính xác nha.
Ví dụ mình ngồi thẳng, đưa cái tay sao đó phải đúng tư thế, rồi trước khi đo là mình phải ngồi nghỉ ngơi 5-10 phút gì đó rồi đo. Rồi trong quá trình đo là anh em phải ngồi im, không có được nhúc nhích, không có được nói chuyện thì kết quả nó mới chính xác. Theo nó hướng dẫn mình dịch ra là nó để như vậy đó mọi người, là không có được nhúc nhích chứ. Đo cổ tay đây, on off nè, công tắc, còn chỗ này là cổng sạc đó. Còn cái này là mình đút vô mình xài thôi. Mình đo thì cái cách đo là trên cái từ đây nè, khoảng tầm 2 cm nha mọi người, nó cách cái cổ tay mình khoảng tầm 2 cm. Và cái tư thế ngồi đo đúng nè, ngồi trên bàn để tay đưa lên nè đó, dịch ra là biết nha mọi người, sử dụng cái dịch là biết. Cái này nó chưa có bóc tem luôn, mình cũng để xin vậy cho anh em luôn nha. Dán là đừng có chặt quá nha mọi người, vừa vừa thôi nha, đừng có chặt quá nha, vừa tay thôi đó. Nó cách ở trên đây chứ anh em đừng có mình đo sát dưới này nha. Rồi mình ngồi như là chắc ăn là tư thế nó không có đúng rồi, tại vì đưa lên nó mới đúng, đưa xuống là nó không đúng nha mọi người. Rồi mình bật cái công tắc on qua nè đó. Thôi mình lột ra đi cho anh em dễ thấy nha, lột ra lát dán vô lại cho anh em dễ thấy. Rồi bật cái này lên cảm ứng. Đó, nó đang nó kêu mình giữ im lặng và bắt đầu nó quá trình nó đo diễn ra đó. Nó có âm thanh nhưng mà âm thanh nó vừa đủ nghe chứ không có lớn lắm nha mọi người, âm thanh vừa đủ nghe thôi chứ không có lớn lắm. Khi đo xong nó cũng đọc tất cả kết quả cho mình luôn. Nó bóp rất là chặt luôn mọi người. Mình quấn thì vừa tay thôi, đừng có siết quá, siết quá là nó áp suất nó nén lên nữa là nó quấn cái tay mình chặt lắm, cho nên là anh em quấn vừa phải thôi. Này mình thấy cũng hay hay cho nên là anh em mua về nghiên cứu, mình thấy xài cũng im mọi người. Đo mà thấy mình ngồi đúng tư thế á, mình có đo thử là nó cũng ra kết quả thấy cũng khá là chính xác á, đúng theo nó hướng dẫn á. Còn anh em ngồi sai á, ngồi sai tư thế nhiều khi kết quả lên tới 20 mấy luôn, 20 luôn, huyết áp mà đo tới 20 luôn, ngồi sai tư thế với lại nói chuyện hoài á. Còn ngồi đúng tư thế theo đúng hướng dẫn là nó im lắm. Nhiều khi sai tư thế nó không chịu luôn mọi người, nó lâu. Ngồi sai tư thế nhiều khi nó không có chịu cho ra kết quả luôn. Nói chuyện hoài là nhúng nhích với lại cái tay duỗi xuống nè, thấy không? Lỗi nè, thấy không? Để mình đó, cái nó đo xong là kết quả nó vậy đó mọi người, nó đọc cho mình nghe luôn đó. Ví dụ nó báo lỗi như thế á, là anh em tắt công tắc xong anh em bật lại rồi anh em đo lại là được nha. Nhưng mà nhớ là quấn cái dây đừng có quấn chặt quá, vừa tay thôi, nó còn áp suất nó còn nén ra nữa đó. Rồi đo xong bấm tắt là nó tắt. Còn cái cách cài đặt á là sao mình quên nè, như bấm vào giữ nè, cái này là xem lại kết quả mọi người. Đó, xem lại mấy kết quả. Còn mà
tắt nè. Còn cài đặt là như bấm hai nút á, là vô cài đặt nè. Này là người thứ nhất nè, thấy không? Bấm hai cái liên tiếp là vô cài đặt, nó theo dõi được hai người. Nó đo theo dõi kết quả được hai người. Bấm cái nữa là nó qua cài đặt loa. Cài đặt cái âm thanh á, mà những cái mấy cái này anh em đừng có đụng vô không lu bu không biết đường chỉnh lại á. Nó qua USB on, tức là cái loa nó hiện hình cái loa nè. Và anh em bấm cái nữa là nó qua cái chế độ mà đo bằng cái đơn vị tính là BA á, là nó ốp là tắt nè, tức là nó đo bằng mm thủy ngân. À, anh em để ý mấy cái này đừng có đụng tới nó. Này người thứ nhất nè, ví dụ nè, ví dụ cái mình gõ hai cái là người thứ nhất, rồi ấn và giữ là nó qua người thứ hai. Ví dụ mình muốn theo dõi người thứ hai là nó qua người thứ hai. À, đảo về người thứ nhất thì ấn và giữ là qua người thứ nhất. Mình muốn ok thì người thứ nhất mình ok thì mình bấm thêm cái nữa là nó ok, nó qua chế độ cài là cài đặt âm thanh on ok. Còn cái này là BA này thành là off nha, đừng có on nha. Đó, vậy là cài đặt xong. Rồi mình bấm thêm cái nữa là nó bắt đầu đo. Còn muốn xem lại kết quả thì ấn và giữ. Đó. Đó, chừng nào nó hết pin thì mình sạc lại nha. Rồi, ok nha mọi người. Cái này nó hơi mất thời gian, anh em thông cảm nha. Rồi, để mình dán cái miếng dán này lại cho anh em. Thấy nó cũng hay mọi người, anh em mua về xài. Rồi mình nghiên cứu. Nhớ là phải ngồi đúng tư thế thì nó cho ra kết quả là mới chính xác nha. Còn ngồi sai tư thế là nó cho kết quả không chính xác đâu. Ừ, rồi cất thì đưa cái này vô cho nó gọn vô, rồi ship vô đây là xong. Rồi để vô, đậy nắp lại. Rồi này là mã số 12 nha, giá 200.000. Cái này nó hơi mất thời gian, anh em thông cảm nha, tại vì phải hướng dẫn kỹ để nhiều khi anh em về anh em không biết xài á. Tiếp theo mã 13, pin này mình vẫn còn nha. Mã 13 giá 130.000 là 2 vỉ pin. Mở 1 vỉ là 10 viên, 2 vỉ là 20 viên. Vỉ này thì nó để là xài cho cái máy tính, máy bấm để mình tính tiền á. Còn cái này thì nó xài cho đồng hồ, rồi máy tính, rồi máy chụp hình vậy nè. Đó, anh em về nghiên cứu nha. Cái ký hiệu pin của nó là thằng này là LR41. Còn này là LR41H. V kép chứ. Này là R41, nó có chữ H ở sau nữa, chữ H đây nè. Rồi thằng này là LR41V kép nè. Mình thấy hai cục pin này thì nó hầu như là nó cũng gần tương đương nhau mọi người. Nó cũng không chênh lệch gì mấy đâu. Đó, nhưng mà nó ký hiệu này cho đồng hồ đồ tùm lum, chứ này thì cho máy tính. Nhưng mà mình lấy ra mình thay cho cái thằng nhiệt kế, cái đầu đo sốt là nó cũng được nữa. Đó, anh em mua gì để dành xài, hoặc là nhà mình có thiết bị gì mà nó phù hợp với cái này thì mình lấy ra mình xài, mình thay thế nha. Rồi tiếp theo là mã 14 nè. Mã 14 này là cục sạc không dây. Này hàng si nha, chứ không phải là hàng mới nha mọi người. Pin này cũng vậy, pin này là hàng Nhật Bãi nha, Nhật Bãi mà nó còn mới luôn á. Đó. Cái nào hàng sau là mình nói anh em y chang vậy vậy. Còn này là hàng Nhật nha. Hàng Nhật thiệt nha mọi người. Đó, sạc dự phòng, không phải sạc dự phòng mà là cục sạc không dây. Nó để dùng cho iPhone nè. Nhưng mà mấy cái điện thoại Android mình thấy xài cũng được luôn nha mọi người. Mình thấy mấy cái điện thoại Samsung rồi đó, xài cũng được luôn. Sạc không dây nha. Mấy con gì nó chui vô tùm lum chứ. Nó có kèm theo cái cáp rất là xịn sò cho mình nè. Giá chỉ có 200.000 thôi nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã 14 nha, để mình ghim thử cho anh em xem. Tức là ở nhà mình có cục sạc điện thoại á, thì mình lấy cái này mình ghim vô. Cái này nó xài bằng đầu micro USB nha. Còn đầu này là đầu để dành ghim vô cục sạc điện thoại á. Mình xài cái này á thì cái cổng sạc của điện thoại nó hạn chế bị hư. Nó hạn chế bị hư mọi người, nó không có mình ghim tới ghim lui hoài, nhiều khi cái cổng điện thoại nó bị hư, mình xài không dây. Đó, anh em mua về nghiên cứu nha.
này hàng Nhật á, chứ không phải là hàng hàng Trung Quốc. Hàng Nhật mà nó sản xuất tại Trung Quốc là bình thường nha mọi người. Đó, anh em ghim vô như vậy là lụm rồi đó. Rồi anh em mua về nghiên cứu nha. Vậy là nó hoạt động đó, để mình lấy cái điện thoại những cái nè, nó đúng nè, con này sai nè, về anh em xài cái gù dịch nha. Để anh em dịch sạc dễ dàng nè, rồi wireless, tức là nó xài bằng công nghệ sóng á, chứ không có cần phải ghim. Để mình lấy cái điện thoại Samsung xuống cho anh em thử cho anh em xem nè. Nè, rồi để lên nè, không có cần ghim gì cho nha. Mà cái điện thoại nào có hỗ trợ sạc không dây là nó mới sạc nha mọi người, còn không hỗ trợ là nó không có sạc nha. Đó, nó ăn rồi đó mọi người. Cái nào có hỗ trợ chứ không phải cái nào anh em để lên nó cũng chịu đâu nha mọi người. Anh em tìm hiểu cái điện thoại mình coi nó có hỗ trợ sạc không dây hay là không. Chứ không thôi là không có, mà anh em để lên hoài nó cũng không ăn đâu nha. Rồi nó anh em mua về nghiên cứu thêm. Ví dụ mình để cái khác nè. Cái này Xiaomi nè. Cái điện thoại này của hãng Xiaomi nè. Để lên cho anh em xem nè. Nó sạc đầy 100% rồi. Cái điện thoại này nó đã đầy rồi nha mọi người. Nó đã đầy rồi, không biết nó có chịu sạc hay là không. Sợ nó sạc đầy rồi nó không chịu mọi người. Đó, nó cũng chịu nữa nè. Tức là chỗ đây nè, nó có cái camera. Anh em để nó gì nó không ăn. Anh em phải để tránh cái camera này ra là nó mới ăn nha mọi người. Nè, để em lấy cái điện thoại khác đi. Cái điện thoại này nó hơi đầy. Lấy cái điện thoại Samsung khác. Cái điện thoại này nó đầy pin 100% mà. Đó, nó để ngay là nó lụm rồi nha mọi người. Rồi lấy xuống tới cái này. Cái này là Samsung Galaxy Note 8 đời cổ đại, nó bị sọc màn hình tùm lum chưa nè. À, nhưng mà mình để lên cái này nó không có ốp lưng, nó dễ hơn. Đó, không có ốp lưng, để cái nó dính liền thấy không. Còn mấy cái này nó có ốp lưng, nó qua một lớp ốp lưng nó hơi khó. Đó, nó lụm liền ha. Rồi, giá là 200.000 nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số nó là mã số 14 nha mọi người. Tiếp theo là cái máy massage xung điện á, mã 15, giá 150. Chỉ có thân máy không nha mọi người, không có cái dây nha. Anh em về mua dây, như lại mua cái miếng điện cực. Anh em gắn vô anh em xài, hoặc là ở nhà anh em nào có sẵn á, thì mình gắn vô mình xài. Thương hiệu Omrom nha, thương hiệu Omrom thì nó rất là đắt tiền. Mà cái loại này cái đời thấp hơn hôm trước mình bán. Đời hôm trước mình bán là HVF128, còn này là HVF127. Nó không có cái màn hình. Cái kia thì nó có cái màn hình trên đây, còn này thì nó không có màn hình nha mọi người. Đó, nó xài bằng hai cục pin tiểu nè. Xài bằng hai cục pin nha, còn không có miếng điện cực, với lại không có dây, cho nên là cũng không có test thử là nó còn xài tốt hay không. Nhưng mà bật là nó vẫn lên nè mọi người, lên đèn này nha. Nó có, mình gắn vô là nó mới chạy hoài, còn không gắn là nó chớp chớp, lát là nó tắt mọi người. Nó chớp chớp, lát là nó tắt à. Mình phải gắn vô nó mới chịu nha. Rồi, giá nó là 150 nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Giá là 150.000, anh em mua về nghiên cứu, mình mua dây về để mình xài nha mọi người. Bật lên là nó còn lên đèn tốt, các nút chức năng bấm còn ok, nhưng mà không có miếng điện cực, đâu có thử cho anh em được đâu, với lại không có dây cáp nữa, đâu có đút vô thử được. Rồi tiếp theo là mã 16 là hai cái loa mini nè, hai loa mini để anh em kết nối với điện thoại anh em nghe nhạc. Giá 200.000 là một cặp luôn nha, giá 200, mã 16, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Cái này là một cặp luôn, 200.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đó, này thì kèm theo cái dây sạc chui micro USB. Đó, này không có test thử nha mọi người, tại vì mình đã test rồi, nó
nó khá là ok nha, âm thanh nó không có bị rè, âm thanh nó không có bị rè nha mọi người. The Bluetooth device is ready to pair. Này nó có kết nối với radio được nè, nhưng mà không biết rà đài nó như thế nào. Đó, hàng Trung Quốc nha, hàng Trung Quốc, âm thanh không có bị rè. Nút này là nút chuyển Bluetooth, chuyển Bluetooth hoặc là chuyển qua radio, còn hai lúc này là qua bài, còn lúc này là rà đài radio á, dùng FM tuner. đó để rà thử coi nó có bắt được đài nào không. Nó không có bắt sóng được đài, mọi người không biết nhắc này nó còn đài không, không thấy bắt được đài nha. Đèn chớp 7 màu rất là đẹp luôn, anh em mua về rồi mình nghiên cứu, mình khám phá thêm. Một này nó xài cắm USB gì cũng được, thẻ nhớ cũng được nè, cổng này cổng sạc nè, tắt rồi. Một cặp này là 200.000 nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Mã 16 nha mọi người, một cặp là 200 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là mã 17 và mã 18. Mã 17 đây, mã 17 là cái này hôm trước mình đăng rồi nè. Hôm nay đăng lại. Giảm 20.000, mã 17 giá 380.000. Cái này mình mua mắc tiền lắm. Giảm một cái là lỗ tiền liền đó, cho nên là anh em nào cần thì mình mua một cái ấm nấu trà. Nấu nước sôi vừa phải, nó vừa tới nhiệt độ sôi mọi người. Nó không có sôi quá. Đó, nó giữ cho bình trà luôn nóng nha mọi người. Mình để trà vô đây, mở cái nắp lên nè. Cái bình inox xịn nha mọi người, inox của Nhật xịn nha. Hàng đã qua sử dụng nhưng mà nó còn đẹp. Inox này nó dày bịch à, dày dữ lắm luôn. Đó, inox của Nhật thì anh em xài thì nó tốt cho sức khỏe nha. Tốt cho sức khỏe. Mà anh em nào thích uống trà, ngoài cái bình này ra mình có thể mình để cái nồi hay là cái gì lên cũng được nha mọi người. Bếp nè, để mình nấu cũng được. Rồi này nó có cái nắp nè, mình mở cái nắp lên nè, nó hơi cứng. Đây mở nắp rồi để trà vô, để trà vô xong mình đóng nắp lại. Đó, để trà xong rồi đóng nắp lại cho mọi người, rồi nhét vô đây, là để lên đây là nấu thôi. Nó còn ngon lành nha, mình đã test rồi, đã test rồi, ok rồi nha, là mình có luôn luôn lúc nào cũng có cái bình trà nóng để mình uống. Ghim điện vô là nó hoạt động, nhiều người nó không có công tắc gì hết nha, ấm ấm nè, nó không có công tắc gì hết trơn á. Nhớ là điện 100V, công suất nó chỉ có 50W thôi, khá là nhẹ điện. Mình mua cái bếp này rồi thì lúc nào mình cũng có cái bình trà nóng để mình uống chứ. Nhất là nhà anh em nào mà có người lớn tuổi á, nó bất tiện con cái là xài điện 100V thôi. Anh em có thể mua cục nguồn, tại vì này nó có 50W à, mình mua cục nguồn nhỏ nhỏ rồi mình tặng cho ông bà mình ghim vô, mình lấy băng keo mình dán cái cục nguồn đó lại luôn, tặng cho ông bà mình xài đó, lúc nào cũng có cái bình trà nóng để uống hết trơn. Rồi tiếp theo là mã số 18 nè, cái máy đuổi đuổi chuột. Theo mình dịch là nó vậy nha mọi người, máy đuổi chuột bằng bằng sóng âm gì đó nè. Con chuột nè, nó phát ra âm thanh, con chuột nó sợ nó bỏ chạy nè. Mã số 18 giá 300.000 nha, bao phí vận chuyển. Mình cũng không biết nó đuổi như thế nào nữa, rồi về anh em mua về nghiên cứu nha. Mình mở lên lát thì nó nhức đầu quá. Cái này nó phù hợp với cái gì anh em biết không, là anh em ra khỏi nhà, nhà không có ai á, anh em mở lên hoặc là anh em tắt âm thanh đi. Tại vì theo mình dịch đó, nó nói là nếu như mà âm thanh làm cho bạn khó chịu thì bạn vặn về bên phải, nhưng mà không biết vặn về bên phải rồi á, này L nè, này H nè, chậm này cao nè, thì mình vặn về hết bên phải á, là cái sóng nó có phát ra hay không, cái này mình không có rành nha. Này của Sico, thương hiệu của hãng Sico, hãng đồng hồ mọi người đó, nó như cái lo vậy á. Lúc này bật lên là xài nè. Rồi khi mình vặn qua
là không biết sóng nó có phát ra hay không, nhưng mà âm thanh thì nó im ru cho mọi người. Đó. Này điện 100V. Công suất nhiêu rồi, có 3W à, rất là nhẹ điện luôn. Ừ, này điện 100V này xài cục nguồn cực kỳ nhỏ luôn là xài được rồi. Đó, cục nguồn nhỏ xíu là xài được rồi, tại vì công suất nó có 3W. Còn cái miếng này như là bắt lên tường hay gì đó, về anh em nghiên cứu thêm nha, mình cắm điện cho anh em xem nè. Đó. Đó. Cái tiếng nó gì đó mọi người. Nè. Dặn qua bên phải là nó tắt tiếng luôn. Nhưng không biết sóng nó có phát ra hay không. Đó, rồi nó hoạt động bình thường nha. Xài điện 100V anh em nhớ nha, điện 100V. Giá của nó là 300.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Nó còn cái chỗ này để làm cái gì nè, mình không biết luôn. Mục đích cái đó không biết làm cái gì luôn. Tiếp theo mã số 19 là giá 300.000. Giá 300.000 nha, cái máy hút bụi ga niệm. Đây nè, cái hình nó như thế này. Nó nói để có tiêu bê diệt khuẩn nè, và nó hút bụi là bụi mịn nha mọi người, những hạt bụi mịn đó. Hạt bụi mịn, giờ anh em sử dụng cái bụi dịch, anh em dịch thêm nha. Bụi mịn rồi nó diệt vi khuẩn, đèn UV diệt khuẩn nữa. Đó. Rồi nó có thể hút bụi trên quần áo, nó diệt khuẩn trên quần áo. Thì anh em mua về nghiên cứu thêm nha, nó còn thùng gì chứ nó có cái máy ở trong không mà. Mấy cái miếng xốp là nó mất tiêu trơn rồi, chỉ có cái máy thôi. Với cục nguồn xài điện 100V nha. Cục nguồn xài điện 100V, có sách hướng dẫn sử dụng, về anh em sử dụng Google dịch để anh em dịch ra cái cách hướng dẫn sử dụng. Cái máy này nó để là có thể sạc lại, nhưng mà mình nhìn không thấy pin mọi người. Không biết nó có xài pin hay không. Thấy có cái miếng xanh xanh ở trong đây nè, nhưng mà chắc có pin á. Chắc có pin mà pin nó hư á mọi người, tại vì nè, nó chạy nè, nó chạy rất là nhẹ luôn. Nó chạy rất là nhẹ. Còn mình ghim cục nguồn vô là nó chạy mạnh dữ lắm. Nhớ nè, điện 100V nha mọi người. Điện 100V. DC 9V. Điện 100V DC 9V. Tức là đầu vào 100V, đầu ra nó có nó là 9V. 9V, dây nó dài sọc rồi, chắc theo mình đó là nó xài có dây á. Còn pin là chỉ là phụ thôi. Tại vì có dây, xài dây cho nên dây nó mới dài như vậy nè. Nói con máy này là lần đầu tiên mình gặp cho nên không có rành. Cái này là nó sản xuất 2000 mấy đây. Dắt này mắt mờ quá không thấy đường. Hình như là 2015 đó mọi người. Nè, hình như là số 2015 á, nhìn thấy không rõ nha. À, mình cắm cái này vô nè. Là bắt đầu xài nó mạnh nè. Cái chỗ này là nó đấm nè. Nó đấm xuống ga niệm của mình, nó cho bụi nó văng lên rồi nó hút vô cái họng này. Chỗ này là họng hút nè. Nó hút bụi mịn nha mọi người, chứ không phải là nó hút bụi to nha. Rồi khi mình để xuống á, là cái đèn cảm biến ở đây nè, nó sẽ che lại thì đèn diệt khuẩn nó sẽ sáng lên. Đây. Đấy không? Tắt nè. Nó có cảm biến này nè. Đó. Hút bụi mịn. Ngon lành nha mọi người. Giá chỉ có 300 thôi nha. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Tức là nó xài là bằng cục nguồn còn pin á. Thì không biết pin nó có hư hay là không. Hình như cái này tháo ra được nữa. Nhưng mà hình như nó có ốc mà. Dặn mấy ốc này ra mà được. Anh em mua về tự nghiên cứu đi. Còn cái hộp bụi của nó nè. Đó, khi mình hút vô xong thì bụi mịn nó sẽ vô trong đây. Thì mình lấy này ra mình đổ nè. Đó. Ủa sao nó hút, hình như có cọng tóc trong đây, nó vô cọng tóc được luôn. Nhưng mọi người không biết nó vô đường nào luôn á. Nói chung anh em về nghiên cứu đi. Đó. Nãy giờ mình hút với nó có cọng tóc, hình như có cọng tóc vô trong đó luôn á. Rồi,
Giá chỉ có 300 ngàn thôi nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Nhớ là điện 100V nha, cục nguồn này cục nguồn xịn nè. Dặn ai mà chọi một cái là rồi luôn. Tiếp theo là cái bếp ga Nhật. Bếp ga Nhật nha mọi người, hàng VIP, hàng đã qua sử dụng nhưng mà nó còn khá là đẹp, hàng xài lướt mọi người. Người ta có nấu nè, lửa nó lên đây nè, thấy không? Em thấy không? Nó có dấu hiệu của đã qua lửa nè. Nó bóng bóng giống như màu bảy màu, màu titan vậy đó. Là nó đã qua xài rồi á. Cái nắp này không, nó rất là nặng luôn rồi, cầm lên nặng lắm. Hàng đã qua sử dụng nhưng mà người ta xài ít á, cho nên là nó còn khá là đẹp luôn nha. Nội thất đồ nó còn khá là đẹp á. Hàng đã qua sử dụng vậy thì đẹp rồi mọi người, chứ sao giờ, chứ đâu phải như hàng trong hộp đâu mà hàng chưa xài đâu mà mới. Đây nó dính băng keo rồi. Nó dính băng keo chỗ này để mình chùi ra luôn cho anh em luôn. Nó dính băng keo nha mọi người. Đó, hình thức thì còn khá nha mọi người, khá là ok á. Đó. Đó, mà hàng này là hàng xịn đó mọi người, anh em thấy không, đã không, hàng xịn á. Và lưu ý là bếp ga Nhật á là nó không xài được bình ga mà mình bơm lại nha. Anh em chỉ ra chợ là mua bình mới thôi. Mua bình mới mà nó còn bọc nguyên cái bọc á là mới xài được. Còn anh em mua bọc nguyên bọc, anh em xài xong rồi phải không? Anh em chạy lại tiệm, anh em bơm từ bình ga lớn chiếc ra bình ga nhỏ này là bếp ga Nhật nó không cho xài. Tại vì trên đây người ta có để nè. Chỉ nạp lại một lần, cấm nạp lại dưới mọi hình thức, cho nên là Nhật nó tuân thủ cái này để nó đảm bảo an toàn. Cho nên là nó chế cái bếp ra, nó có cái van an toàn ở đây. Nó có cái van an toàn ở đây thì cái chai ga nào nạp lại, tại vì nạp lại là cái áp suất trong bình nó rất là cao. Nó đẩy ra, nó không cho xài. Đó, Nhật nó chế rất là an toàn. Còn bếp ở Việt Nam mình thì chế là nạp lại vẫn xài bình thường. Đó. Cho nên là anh em chỉ đi mua những bình mới để đảm bảo an toàn cho gia đình mình nha. Xài xong rồi mình ra cái tiệm đó mình bán mấy cái vỏ này lại cho nó. Hoặc là mình đổi đó thì kêu nó trừ tiền lại. Nó trừ được cho mình một cái cũng mấy ngàn á. Thì cũng đỡ rồi, so với mình mua mới. Tại vì mua mới là một chai 20 ngàn. Còn anh em nạp lại là cũng hình như là 11, 12 ngàn gì đây. Trên lệch cũng không có nhiều tiền. Mình xài bình mới hoài cho nó an toàn nha. Để cái bình ga vô cho nó ngay ngắn rồi nè. Gạt cái này xuống. Đó. Rồi bật lửa thôi. Lửa xấy xấy rất là đẹp luôn mọi người. Để xa xa điện thoại ra để thôi. Nó nóng điện thoại. Anh em thấy không? Lửa xấy xấy rất là đẹp luôn nha. Mã 20 giá 530 ngàn nha mọi người. Giảm lửa nè. Tắt nè. Đó, bật lại, ngon lành. Đã lắm. Bếp ga của Việt Nam là nó đang gì, mình bật cái này lên được nha. Còn cái này là không có bật lên được nha mọi người. Không có bật lên được. Đó, mình phải tắt cái này rồi mới bật cái này lên được. Rồi, ok nha mọi người. Giá 530 ngàn, cái này không phải dễ kiếm đâu. Thường thường mấy anh em kêu mình kiếm mấy cái bếp này nè. Mà đặc biệt là cái nồng mà nó sấy sấy như nè. Kiếm đâu mà có, lâu lâu mới có một lần. Mà bình thường mấy cái bếp mà đẹp đẹp nhìn bán tới 600 lần. Nhưng mà đợt này do mình mua rẻ cho nên bán anh em chỉ có 530 ngàn thôi nha. Còn mấy bếp thường thường hôm nay mình bán cũng nhiều đó, anh em cũng biết rồi. Nhiều giá lắm. Bếp xấu thì 200, đẹp đẹp hơn chút 250. Hơn chút xíu nữa 300, 350, 400 cũng có. Nhưng mà thằng này nó VIP. Bình thường là tới 600 lần. Nhưng mà hiện tại là bán anh em chỉ có 530 ngàn thôi nha. Nói chung tất cả các hàng bán là không có lợi nhiều mọi người. Ví dụ cái máy hút bụi đó, bán anh em có 300 ngàn, anh em nghĩ mình lời nhiêu? Mà bao phí vận chuyển, 300 ngàn mà bao phí vận chuyển luôn nữa nha. Anh em nghĩ mình lời nhiêu trong đó? Lời rất ít. Anh em thấy ủng hộ được thì ủng hộ mình, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hôm nay thì có tổng số là 20 món giới thiệu anh em. Anh em thấy món nào phù hợp thì mình mua, không phù hợp thì xem giải trí cho vui cũng được. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em mua hàng điều quan trọng nhất là xem, nghe và suy nghĩ thật là kỹ rồi hãy mua hàng. Đừng có gấp nha mọi người. Nhớ là xem, nghe và suy nghĩ thật là kỹ rồi hãy chốt hàng. Một lần nữa thì cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em xem video thì vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video. Một lần nữa thì cảm ơn anh em. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.